Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món nem lụi nướng. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là phần thịt heo. Thịt heo thì mình dùng 300g. Là phần thịt nạc các bạn, mình xắt miếng nhỏ ra rồi. Một chút nữa mình sẽ xay thật là nhuyễn nhé. Và mỡ heo thì mình dùng 100g. Mình dùng nửa trái khóm. Khóm này mình dùng để ăn kèm đấy các bạn. Và một trái dưa leo nè, vài trái khế và vài cây sả nữa. Và đây là chuối chát, ít rau sống nữa. Các loại rau mà mình dùng để ăn kèm đấy các bạn. Bạn nào thích ăn nhiều thì các bạn dùng nhiều hơn nha. Và mình dùng vài củ hành tím, vài thép tỏi, một củ gừng nhỏ. Và mình dùng vài trái ớt nữa. Hạt nêm thì mình sẽ dùng một muỗng cà phê. Và một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu. Nước mắm thì mình sẽ dùng một muỗng cà phê. Màu dầu điều mình sẽ dùng 2 muỗng. Cái màu dầu điều này mình dùng để quét lên cái phần nem khi mà mình nướng đó các bạn. Để cho cái nem của mình nó có cái màu vàng nhìn cho nó hấp dẫn hơn đó. Còn nếu mà các bạn không có màu dầu điều thì mình khỏi dùng cũng được nhé. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ cho thịt vô trong cái cối xay để mình xay thịt. Nếu mà các bạn không có cái cối xay các bạn có thể bằm nhuyễn cũng được. Giờ mình sẽ cho củ hành tím vô để mình xay chung luôn. Và tép tỏi nữa. Gừng này các bạn xắt nhỏ ra rồi mình cho vô luôn nha. Gừng mình đã xắt rồi. À, mình xắt thêm một cọng sả nữa. Cho vào thêm một trái ớt nữa nha. Bạn nào thích ăn cay nhiều thì các bạn cho ớt nhiều vô. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho các gia vị vô luôn. À, mình cho nước mắm vô luôn nha. Đó mình sẽ xay cho thật là nhuyễn. Cái phần mỡ heo thì mình sẽ xắt hạt lựu nhỏ nha. Các bạn xắt càng nhỏ càng tốt. Nhưng mà mình không có xay ra nha. Thì mình để cái mỡ nó còn hạt lựu nhỏ như vậy nè. Nó mới ngon. Nếu mình xay thì nó tan ra hết rồi, nó không có còn ngon nữa. Mình cho ít mỡ xắt hạt lựu vô chung với thịt như thế này là để cho cái phần nem của mình khi mà mình ăn thì nó sẽ mềm hơn. Và nó béo nữa. Nó không có bị khô nè. Phần mỡ heo mình đã xắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ đem trụng sơ qua với nước sôi. Phần mỡ heo sau khi mà mình đã trụng với nước sôi rồi, các bạn để cho thật là ráo nước nhé. Sau đó mình sẽ cho vô trong cái phần thịt xay nè. Và mình sẽ trộn đều lên. Mình trụn qua với nước sôi vậy là để cho cái phần mỡ heo của mình nó trong hơn á. Và nó săn lại nữa. Khi ăn thì nó sẽ giòn giòn. Các bạn trộn cho thật là đều lên. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng bọc thực phẩm và bọc cái tô lại. Rồi mình đem để vô trong ngăn mát tủ lạnh. Mình sẽ ướp khoảng 30 phút. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cây sả này các bạn. Mình đập cho nó hơi dập ra. Mình đập cho hơi dập như vậy là được rồi nha các bạn. Không cần phải tơi quá. Sả hơi dập như nè để khi mà mình bọc thịt vô mình nướng á thì cái mùi sả nó sẽ thơm hơn, nó sẽ thấm vô trong thịt nè. Rồi phần thịt mình đã lấy từ trong ngăn mát tủ lạnh ra rồi, mình gỡ cái bọc thực phẩm ra. Rồi bây giờ mình sẽ nắn cái phần thịt này vô trong cái cây sả nè. Mình thoa dầu ăn lên bao tay thế này nè để khi mình nắn thịt á thì thịt sẽ không bị dính vô tay. Các bạn lấy một lượng thịt vừa đủ, tán đều ra. Sau đó mình sẽ cho cây sả vô. Và các bạn túm lại. Túm thịt lại. Mình nắn cho nó sáng láng đều đều. Rồi sau đó mình sẽ để xuống cái dĩa. Tiếp tục là mình sẽ nắn cho đến khi nào hết thịt thì thôi. Để cho cái cây nem của mình láng hơn thì mình sẽ dùng cái bọc thực phẩm này các bạn. Sau đó mình sẽ cho cái cây thịt mình bọc sả vô nè. Rồi mình túm lại. Và như vậy thì cái phần thịt của mình nó sẽ láng hơn. Đây, các bạn lăn nhẹ trên thớt như thế này. Mình lăn nhẹ thôi nha. Các bạn cầm cái đầu này nè, mình xoay nhẹ để tạo cái hình nó hơi bầu bầu á và nó đều hơn. Các bạn lăn 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 cho thịt nó láng nha. Rồi mình giữ chặt cái phần dưới nè. Các bạn giữ chặt cho nó hơi tròn tròn nha. Rồi mình xe cái đầu trên đây. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái bọc thực phẩm ra nè. Đây các bạn nhìn nè. Rất là láng luôn nha. Và rất là đều nữa.
cho vô dĩa nè các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ đem đi nướng. Ở đây thì mình sẽ muốn nướng bằng bếp than nha. Còn nếu mà bạn nào nướng bằng lò nướng thì mình nướng ở nhiệt độ là 200 độ trong vòng 10 phút nha. Trước khi nướng thì các bạn nên làm nóng lò nướng rồi mình hãy để vô nướng nha. Còn bây giờ thì mình đem đi nướng than thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quét lên cái vị nướng một lớp dầu ăn nha. Để khi mà mình để nem lên mình nướng thì nó sẽ không có bị dính. Mình dùng cái cọng xả hồi nãy mà mình làm dưa đó các bạn, mình quét lên luôn. Hay là các bạn có thể dùng cái tàu chuối cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ cho nem lên để mình nướng. Rồi trong lúc nướng thì mình sẽ trở như thế này nè các bạn. Thì các bạn thấy nè, nó không hề dính vô cái vị nướng luôn á. Thì mình đã quét một lớp dầu ăn rồi. Các bạn nên nướng xa lửa một chút nhé. Đừng có nướng lửa gần quá thì cái nem của mình nó sẽ không có chín hết vô tới trong. Rồi bây giờ mình sẽ quét cái màu dầu đều lên nha. Cái phần thịt mình nó săn rồi nè. Dùng cái cây xả mình quét luôn. Wow, các bạn nhìn nè. Quấy ngay ngút luôn nha. Rất là thơm luôn á, các bạn nhìn nè. Những cây nem này nó hơi vàng rồi nè. Và các bạn nhớ là trở cho nó đều đều nha. Mình phải trở thường xuyên mới được. Rồi, nem mình nướng là chín vàng hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Wow, rất là thơm luôn á. Và đây là các nguyên liệu mình dùng để pha cái phần nước chấm đó. Đây là tương hột mình dùng 100g. Và đây là bột nếp mình dùng 20g. Và nước thì mình dùng 100ml nước. Giấm thì mình sẽ dùng 2 muỗng cà phê. Và 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Và đây là cái phần tỏi ớt mình đã băm nhuyễn rồi nè các bạn. Mình dùng khoảng 2 muỗng cà phê. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu pha cái phần nước chấm này nha. Cái phần bột nếp này thì mình sẽ cho vô 50ml nước. Đó mình sẽ khuấy đều để cho bột nếp tan đều ra. Tương hộp thì mình cho vô trong cái ca sinh tố rồi. Tiếp theo là mình sẽ đổ vô 50ml nước. Và mình sẽ xay cho cái phần tương này thật là nhuyễn. Rồi mình bắt lên bếp một cái chảo rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho vô một ít mỡ heo. Các bạn có thể dùng mỡ heo hoặc là dầu ăn cũng được. Nên mình dùng mỡ heo cho nó béo đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho tỏi ớt băm nhuyễn vô. Mình cho vô phân nửa thôi nha. Đi lại phân nửa. Phi cho vàng thơm lên. Rồi phần tỏi ớt đó bắt đầu vàng thơm. Bây giờ mình sẽ cho cái phần tương hột mà mình đã xay nhuyễn vô. Rồi mình xào đều lên. Tiếp theo là mình sẽ cho đường và bột ngọt vô. Rồi mình trộn đều lên để cho đường với bột ngọt tan đều ra. Sau đó thì mình sẽ nêm nếm lại. Rồi mình sẽ cho vô 2 muỗng giấm nhé. Rồi xào đều lên. Cái mùi tương hột rất là thơm luôn nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho bột nếp vô. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Nấu thì các bạn nên để lửa nhỏ thôi nha. Khuấy đều lên cho cái phần bột này nó chín thì mình sẽ tắt bếp. Các bạn thấy cái nó chấm của mình nó hơi sệt lại đây nè. Rồi các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn nhé. Giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Mình sẽ chiên thêm một ít bánh tráng để mình ăn kèm nhé. Bánh tráng này mình cắt ra làm hai. Bánh tráng này là bánh tráng để cuốn á các bạn. Bây giờ mình phủ lên một ít nước nhé. Các bạn thoa lên ít nước như thế này. Mình thoa vô bao tay rồi mình thấm vô. Thấm vô sau đó mình xếp lại như vậy nè các bạn. Thì các bạn sẽ làm với những cái miếng bánh tráng còn lại nhé. Mình bắt lên bếp một cái chảo dầu rồi đó các bạn. Đợi cho dầu nóng lên thì mình sẽ cho bánh tráng vô mình chiên. Mình chiên cho nó phồng lên là được rồi. Rồi mình chiên như vậy là được rồi. Giờ mình sẽ gấp ra nha. Gấp ra mình để vô giấy thấm dầu cho thấm bớt dầu nha. Và các bạn có thể để vô cái rây cũng được cho nó rõ dầu xuống á. Như vậy là mình đã làm xong cái món nem lụa nướng rồi. Đây mình đã trình bày ra ngoài cái rổ này các bạn. Wow, các bạn nhìn rất là hấp dẫn luôn đúng không? Y như là ở ngoài tiệm người ta bán gì đó. Và cái món này mình có thể cuốn với lại bánh tráng này các bạn. Đây mình có chuẩn bị một sắp bánh tráng nè. Bánh tráng này không phải là bánh tráng dẻo. Và cái bánh tráng này thì mình nhúng với nước rồi mình mới cuốn được. Hình như mình thấy thiếu thiếu gì á các bạn. Hình như là thiếu bún rồi.
Hồi sáng mình đi chợ mình quên mua bún rồi các bạn ơi. Nhưng mà bạn nào mà thích ăn bún á, các bạn có thể cho vô thêm bún nha. Tại mình quên mua bún rồi, bún như nó sẽ ngon hơn nữa đó. Rồi bây giờ để mình cuốn thử cuốn mình ăn nha. Rồi mình vừa cuốn xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình chấm vô chén nước chấm nè. Nước chấm sền sệt luôn nha, rất là kẹo. Bây giờ mình ăn thử nha. Cái nước chấm này các bạn rất là ngon luôn nha, rất là thơm, cái mùi tương hột á các bạn, và nó cay cay nè, rồi vị béo béo nữa, rất là vừa ăn. Còn phần bánh tráng các bạn, bánh tráng mình chiên giòn lên á, ăn rất là giòn luôn. Nem thì mình ăn nó dai dai nè, mềm mềm nè, và có khế ăn nó chua chua nữa, và tỏi ớt nữa các bạn, tỏi ớt rất là thơm nhé. Bạn nào mà thích ăn cay nhiều các bạn cho ớt nhiều vô. Có một lần mình đi du lịch ở Đà Lạt các bạn, mình ăn cái món nem nướng này nè, và cái nước chấm á các bạn, chắc là theo khẩu vị của cái vùng của người ta thì người ta ăn rất là nhạt, mình ăn không có quen. Còn mình tự làm ở nhà thế này nè, mình có thể nêm nếm theo cái khẩu vị của mình. Mình thì mình ăn đậm đà hơn. Khẩu vị của người miền Tây thì ăn nó rất là đậm đà nha các bạn. Và các bạn ơi, video làm món nem lụi nướng của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công nè, và ăn ngon miệng nữa. Nếu các bạn mà có yêu thích cái món nem lụi nướng của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!